Dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên không thể tránh khỏi của con người, thế nhưng phần lớn chúng ta đều có tâm lý sợ chết và để chữa khỏi căn bệnh tâm lý này, rất nhiều người dân tại thành phố Moscow của Nga đã cùng tham gia trải nghiệm thử chết bằng việc bị chôn sống. Phương pháp chữa bệnh sợ chết này được quảng cáo trên các mạng xã hội ở Nga và thu hút sự tò mò của rất nhiều người. Theo đó, người tham gia trải nghiệm sẽ được đặt nằm ở dưới hố sâu và những người ở trên dùng xẻng xúc đất hất xuống để tạo thành một ngôi mộ người trải nghiệm bị chôn sống sẽ thở qua một đường ống thông lên trên bề mặt. Theo nhà tổ chức thì phương pháp này không chỉ trị uh, chứng sợ chết mà còn chữa được chứng sợ không gian chật hẹp. Tuy nhiên nhiều người đã phản nàn với cảnh sát về sự an toàn và hiệu quả của phương pháp chữa bệnh kỳ quặc này. Được biết là chi phí cho mỗi lần tham gia thử nghiệm này là khoảng 3.000 rúp, tức là một triệu đồng tiền Việt. Đây được coi là một khoản tiền lớn đối với nhiều người người Nga. vì chúng ta đều không biết là khi chết sẽ như thế nào mà chỉ nghĩ đến cái chết với những hình ảnh khóc lóc rất là tang thương nên cái chết vẫn luôn là một nỗi sợ hãi và ám ảnh với nhiều người. Và nhiều người có chung một thắc mắc là không biết lúc sắp rời khỏi cõi đời thì người ta thường có những suy nghĩ và sẽ có những cái trải qua những cái cảm xúc như thế nào? Vâng và để trả lời cho câu hỏi này thì nhà tâm lý học nổi danh người Mỹ là tiến sĩ Raymond Moody đã tiến hành nghiên cứu đến 150 người trải qua kinh nghiệm cận tử và rút ra một số, số kết luận về những cảm giác của họ. À, theo đó thì khi cận kề cái chết, con người thường có 14 trạng thái khác nhau. Chẳng hạn như là nghe thấy bác sĩ hoặc người xung quanh nói rằng mình đã chết, cảm giác là rất là bình yên, dễ chịu, chưa từng có. Nghe thấy âm thanh kỳ lạ hoặc là cảm giác bị kéo vào một vùng không gian đen tối và người sắp chết cũng thường thấy là mình tự rời bỏ khỏi thân xác mình và phát hiện thấy là mình đang đứng ở một nơi nào đó ở ngoài cơ thể để quan sát cái xác của mình và lúc đó thì những người sắp chết có cảm thấy là rất là cô đơn trống trải không thể giao tiếp được với những người khác vì không thể nghe thấy lời của họ, một số thì cũng kể lại là thời điểm đó họ thấy cạnh mình có ai đó như là đang đi theo mình. Vâng, cũng có người kể rằng là họ nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm khi mà họ gần với cái chết. Nhưng cũng có nhiều nghiên cứu cho thấy những trải nghiệm hoàn toàn khác. Ví dụ như câu chuyện của một nhân viên người Anh bị đột quỵ và được đưa vào bệnh viện. Sau đó thì não và tim của người này thì đã ngừng hoạt động vì thiếu oxy và nhưng mà khi tỉnh lại thì đã ông đã kể lại rằng là trong 3 phút bất tỉnh đó thì ông đã nhìn thấy một người ở trên trần nhà và cảm giác được rằng ông có thể tin tưởng vào người đó. Sau đó thì ông đã rời bỏ cái cơ thể của mình và đi về phía người ấy. Và ông được cho là đã kể lại những gì đã xảy ra trong cái quãng 3 phút mà ông bất tỉnh. Dù theo những gì về khoa học thì chúng ta đều biết rằng điều này là không thể. À, trường hợp uh, của người nhân viên được ghi lại trong tạp chí có tên là hồi tỉnh là một trong những câu chuyện đã thách thức những hiểu biết lâu năm về trải nghiệm trước cái chết của con người.